Như vậy phần kế thừa chúng ta nói lại, tức là chúng ta đã có một cái class nào đó mà chúng ta định nghĩa rồi, rồi sau đấy chúng ta sử dụng lại cái class đó, sử dụng lại. Ví dụ như chúng ta định nghĩa đường tròn rồi thì sau đó chúng ta sẽ sử dụng lại cái lớp đấy để làm những cái việc khác mà nó phát triển hơn, cao hơn, thì chúng ta không cần phải viết lại nữa. Đấy thì chúng ta gọi là kế thừa. Ví dụ chúng ta sẽ định nghĩa một cái gọi là hình ha, một cái object, một cái hình nào đó, thì sau khi mình phát triển cái hình đó thì nó sẽ có đa giác. Thì nếu mà mình định nghĩa một cái đa giác rồi thì mình lấy cái đa giác đó mình định nghĩa hình chữ nhật, mình lấy đa giác đó mình định nghĩa một cái tam giác, rồi sau đó mình lấy hình chữ nhật mình định nghĩa một cái hình vuông. Tức là hình vuông là nó có tất cả những cái gì mà liên quan đến hình chữ nhật đấy. Như vậy chúng ta gọi là thừa kế. Hình vuông sẽ kế thừa hoặc là thừa kế từ hình chữ nhật, hình chữ nhật kế thừa từ đa giác, đa giác kế thừa từ một cái hình định nghĩa một cái hình bình thường. Rồi mình sẽ có những cái class liên quan. Ví dụ mình xây dựng xong một class nhân viên, nhân viên trong đó có những cái thông tin của mình hôm trước là gì, mã nhân viên, tên nhân viên và lương đấy. Như vậy thì đó là nhân viên. Sau khi mình xây dựng được cái lớp nhân viên rồi thì cái ông trưởng phòng thì ổng cũng là nhân viên thôi, nhưng mà ổng có thêm cái tiền trách nhiệm. Như vậy thì nhân viên là không có tiền trách nhiệm mà trưởng phòng mới có. Như vậy thì ông trưởng phòng ổng cũng có họ tên, ổng cũng có lương, cho nên cái việc mà xử lý nhập họ tên và nhập lương mình không cần viết lại, mình không cần viết lại, mà mình sẽ làm bằng cách là cái ông trưởng phòng này ổng thừa kế từ nhân viên, tức là tất cả những cái gì mà của nhân viên là ông trưởng phòng có hết. À, được chưa? Như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái thừa kế đó như thế nào? Như vậy cái lớp nhân viên thầy đang tạo cho các bạn một cái project là QL nhân viên, tức là quản lý nhân viên. Như vậy trong cái quản lý nhân viên này thầy đang có một cái class nhân viên như thế này. Như vậy khi các bạn thấy class nhân viên này chúng ta thấy có bỡ ngỡ gì hay không? Class nhân viên có mã nhân viên, có tên nhân viên, có lương nhân viên, được không? Ok, mình có cái hàm public nhân viên. Cái hàm này dùng để làm gì nhớ không? Hàm này là hàm gì? Public mà không có kiểu nè, không có void, không có string, không có gì hết ở đây, thì hàm này chúng ta gọi là hàm gì? Hàm khởi tạo không đối số, nhớ ha. Dưới này nó cũng có public, cũng nhân viên. Nhân viên tức là trùng tên với lát luôn nhé, trùng tên với lát. Thì cái này chúng ta gọi là hàm khởi tạo có đối số. Đó, có tham số, có đối số. Đây, những cái này chúng ta sẽ truyền vào. Đó là hàm khởi tạo. Rồi, chúng ta xuống. Nếu như hàm khởi tạo các bạn phải chú ý khi mình dùng nè. Hàm khởi tạo tức là khi ở cái chương trình main này nè, nó đã có tên nhân viên rồi, có mã nhân viên rồi, có lương rồi, và mình tạo một cái đối tượng là nhân viên có sẵn những cái thông tin rồi, thì chúng ta sử dụng hàm khởi tạo có tham số. Còn nếu không thì thôi. Giả sử bây giờ thầy sẽ tạo một cái nhân viên NV bằng new nhân viên và mình đưa tên của người ta luôn vô đây. Đó. Ví dụ mình khởi tạo luôn. Tên mã nhân viên là mình cho là A1. Tên nhân viên mình cho là Nguyễn Thị Mộng Thu.
Ví dụ lương nhân viên, lương nhân viên mình sẽ cho là 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, như vậy là mình đã khởi tạo xong một cái nhân viên mà nó có thông tin đầy đủ. Thông tin đầy đủ. Thông tin đầy đủ. Ok, chấm 0. Rồi, hết lỗi. Bởi vì kiểu đó là kiểu double, mình đưa kiểu in vô nó không cho. Đấy. Như vậy các bạn thấy là cái hàm khởi tạo nó có ý nghĩa là như thế. Giả sử cái A1 này ở đâu đó mình có, mình không biết. Có thể mình lấy từ form. Có thể mình nhập từ đâu đó, từ trước đó rồi. Cái chữ Nguyễn Thị Mộng Thu này mình có thể mình lấy từ ở một cái hàm khác. Vân vân, nói chung là mình có dữ liệu rồi thì mình tạo một cái biến là nhân viên, nó có sẵn thông tin luôn, gọi là hàm khởi tạo. Bây giờ với một cái nhân viên khác mình không có thì mình sẽ gọi nhập. Ví dụ thầy tạo một cái nhân viên thứ hai. Cái này là mình nhắc lại thôi nha. Nhân viên 2 mình không có. Thì lúc này mình khởi tạo bằng cách là không có đối số gì hết. Mình new mà không có đưa cái thông tin vào. Thì lúc này cái nhân viên 2 mình sẽ chấm nhập. Đó. Lúc này nó sẽ gọi cái phương thức, cái function nhập ở trong này. Nó gọi cái hàm nhập ở trong này. Method nhập. Và nó sẽ chạy cái này lên để nó nhập. Và cuối cùng nó cũng gán cái mã nhân viên vào, tên nhân viên vào và lương nhân viên vào cho mình. Đấy, thì cuối cùng nó cũng làm như thế thôi. Được không? Đó, như vậy thì có hai cái. Bây giờ mình sẽ xuất nè. Mình sẽ lấy nhân viên. Chỗ này thầy để nhân viên 1 đi, để cho nó dễ. Rồi, nhân viên 1 chấm xuất. Tương tự như vậy, nhân viên 2 mình cũng xuất. Ok, mình chạy nhé. Rồi, nhập mã nhân viên. Mình cho là hồi nãy là A1 rồi, bây giờ mình nhập A2. Tên nhân viên Hùng. Lương nhân viên 4567. Ok. Như vậy thì ở chỗ này nó bắt đầu nó xuất nè. Xuất nè. 4567 là mình nhập xong ha. Rồi bắt đầu nó xuất nè. Thông tin nhân viên A1 Nguyễn Thị Mộng Thu. Lương. Được chưa? Đó là cái nhân viên 1 nó xuất ra. Tiếp theo, thông tin nhân viên A2 Hùng. Lương 4567. Đấy. Như vậy các bạn thấy là chúng ta sẽ sử dụng hàm khởi tạo mà có tham số chúng ta đưa vào. Chúng ta sử dụng hàm khởi tạo không có tham số thì lúc này chúng ta gọi hàm nhập để chúng ta nhập vào. Như vậy về cái một cái class là các bạn thấy ổn chưa? Được không? Nếu như mà mình sử dụng một class như vậy thì các bạn thấy ổn chưa? Ok. Contractor. Ok. Tốt, Chí Hào hiểu rồi. Bây giờ mình sẽ đi tiếp nè. Mình sẽ làm một cái class trưởng phòng. Rồi ok, các bạn thêm chỗ này cho thầy tí xíu nè. Khi các bạn gọi nhân viên xuất cũng được. Hoặc là nếu trong cái nhân viên mà các bạn làm cái hàm là toString, tức là chuyển cái chuỗi này thành một dãy như thế. Đó, ví dụ như vậy. Thì cái này nó trả về kiểu chuỗi. Và lúc mình xuất thì mình sẽ làm như thế này.
xuất theo cái dạng này. Nó không gọi là nhân viên một xuất nữa, mà mình sẽ là nhân viên 1 chấm toString. Đó. Nhưng mà tùy ha, mình muốn viết kiểu gì và cái chương trình của mình nó cần cái gì. Chứ còn bây giờ hỏi là làm sao thì cái đó mình cũng không nói trước được. Tùy theo cái ứng dụng của mình viết mà mình sẽ có cái cách để mà viết code nó khác nhau thôi. Cách nào cũng được, miễn làm sao mà mình xuất được cái thông tin của nhân viên ra là ok. Đó, ví dụ chỗ này là để xuống dòng thôi, không làm gì hết. Để cho nó xuống dòng để cho mình thấy cho nó dễ. Mã nhân viên B2, tên nhân viên Trí, lương nhân viên 987. Ok. Như vậy các bạn thấy cách xuất đầu tiên nè. Thông tin nhân viên là mình gọi hàm xuất nè. Đó, gọi hàm xuất nó xuất như vậy. Còn nếu mà mình gọi cái hàm là toString thì nó xuất kiểu như vậy. Nó xuất theo hàng ngang. Được chưa? Đó, thì tùy theo cái mục đích mà các bạn sử dụng cái hàm nào thôi. Đó, mình viết rất là nhiều hàm thì các bạn có thể sử dụng hàm bất kỳ hàm nào. Bây giờ mình sẽ tạo một cái lát mới. Một cái lát gọi là trưởng phòng. Trưởng phòng. Ha, trưởng phòng trong cái QL nhân viên. Rồi. Các bạn thấy cái lát trưởng phòng nè. Với cái lát trưởng phòng mình cũng làm giống y chang nhân viên, đúng không nào? Đó, khi mình tạo cái lát trưởng phòng thì nó cũng vậy. Nhưng mà bây giờ cái ông trưởng phòng này mình làm nó hơi khác hơn tí. Mình sử dụng cái từ khóa extend ha, nhân viên. Đấy. Rồi, không làm gì nữa hết nha. Trưởng phòng extend nhân viên. Bây giờ qua đây mình thử nè. Lúc nãy mình khai báo nhân viên 1, nhân viên 2. Bây giờ thầy bỏ cái này đi. Rồi xuất cái ông nhân viên 1 thôi. Rồi, như vậy là mình đã có được cái ông nhân viên 1 rồi, đúng không nào? Mình chạy là nó xuất ra là A1 Nguyễn Thị Mộng Thu rồi. Bây giờ mình sẽ khai báo một cái ông trưởng phòng TB bằng new trưởng phòng. Rồi, chú ý nè. Cái ông trưởng phòng này á, hiện nay nếu như mà mình đưa vô ba cái thông tin này luôn thì nó là báo lỗi. Lý do gì? Lý do là cái ông trưởng phòng này nè, mình chưa xây dựng cái hàm khởi tạo constructor cho ổng. Chưa xây dựng cái hàm đó. Cho nên mình không xài đưa trực tiếp được. Nhưng nếu như mình kế thừa thì mình có thể xài được cái gì? TB chấm nhập. À, rồi, được chưa? Rồi mình làm một cái nữa là mình có thể sử dụng là TB chấm toString. Cái ông trưởng phòng này mình đã viết cái phương thức nhập chưa? Chưa. Mình mới tạo thôi à, trống trơn à, không có gì hết. Nhưng mà tại sao mình chấm nhập nó cho? Rồi trưởng phòng ở đây toString. toString trong này mình có làm đâu. Nhân viên mình mới có. Nhân viên mình mới có viết cái hàm toString. Như vậy khi mình chạy thì nó báo cái gì? Rồi. Như vậy cái chỗ này tại sao nó đưa ra A1 trước, Nguyễn Thị Mộng Thu trước? Bởi vì
mình khởi tạo xong là mình xuất luôn. Bây giờ mình mới tạo cái biến trưởng phòng nè, rồi mình mới gọi nhập nè, nó mới xuống nước, nó yêu cầu nhập mã nhân viên, ví dụ như là TB1, tên nhân viên Trần Trung Trực, ví dụ thế. Lương nhân viên 789 đó. Và bây giờ mình gọi cái hàm toString cho cái ông trưởng phòng, thì nó là tên là trưởng phòng 1, mã là trưởng phòng 1, tên là Trần Trung Trực, lương là 789. Như vậy các bạn thấy là cái mà sử dụng theo cái dạng của chúng ta là kế thừa, thì các bạn thấy cái ông trưởng phòng này mình không cần viết gì cả, mình cũng xài được tất cả những cái gì mà của nhân viên có, được chưa? Như vậy ông trưởng phòng ông khác thì người ta mới viết thêm một class mới, chứ nếu mà ông giống y nhân viên thì cần gì viết. Như vậy khác cái gì? Giả sử ông khác cái chỗ đầu tiên, double trách nhiệm, double trách nhiệm đó, là ông có thêm cái tiền trách nhiệm vô, không khác ông nhân viên đó. Như vậy thì lúc nãy mình khởi tạo cái ông nhân viên chỉ có gì, chỉ có mã nhân viên, tên nhân viên, lương nhân viên. Bây giờ mình muốn khởi tạo cái ông trưởng phòng mà ông có thêm trách nhiệm thì làm sao? Chú ý nhé, mình sẽ xây dựng insert code. Một là bạn insert code, hai là bạn tự viết nhé. Không có gì cả, tức là khởi tạo không tham số. Rồi bắt đầu mình khởi tạo tiếp, có tham số. Khởi tạo có tham số, tức là mình sẽ đưa cái tiền trách nhiệm vào đây. Đó là một cách. Một cách khác là mình khởi tạo giống y chang như nhân viên, giống y chang, tức là mình đưa ba cái tham số này vào, sau đó mình thêm cái tiền trách nhiệm nữa. Như vậy lúc này các bạn cũng là làm cái hàm khởi tạo, nhưng bạn chọn ở dưới này, thấy chưa? Đây nó đưa luôn trách nhiệm, mã nhân viên, tên nhân viên và lương, và nó sử dụng lại cái hàm khởi tạo của nhân viên, nhưng mà nó không ghi chữ nhân viên ở đây mà nó ghi chữ super, tức là dùng lại cái hàm khởi tạo của chính nó, mã nhân viên, tên nhân viên, lương nhân viên. Và cái nó làm thêm là this trách nhiệm bằng trách nhiệm. Như vậy là chúng ta đã khởi tạo xong. Như vậy quay trở lại bên này, chúng ta không cần phải nhập nữa, cũng tương tự chúng ta có thể khởi tạo ngay tại đây cái ông trưởng phòng này. Chúng ta đổi bên này tí xíu nè, nó có mã nè, có tên nè, có lương nè, trách nhiệm đưa ra sau, trách nhiệm đưa ra sau đi đó, trách nhiệm chúng ta đưa ra sau để cho chúng ta làm cho nó theo cái cách là mã rồi tên rồi lương rồi trách nhiệm, nó sẽ dễ quản lý hơn. Bây giờ chúng ta cũng tương tự như thế, chúng ta tạo cho cái ông trưởng phòng này mã là TB2, ví dụ như thế, phải tên Bùi Thị Hạnh, phải lương 678.0, phải trách nhiệm 876543.0. Ok, như vậy là mình đã khởi tạo xong cái nhân viên 1 và trưởng phòng giống y chang nhau về mã, về tên, về lương. Mã, tên, lương chỉ có khác ở phần cuối là có tiền trách nhiệm. Rồi chúng ta chạy. Rồi các bạn chú ý chỗ này. Ủa vậy cái 8 9 8 7 6 5 4 nó đi đâu rồi?
Sao được ở đây cái ông trưởng phòng 2 này không thấy cái đó? Đâu? Đi đâu rồi? Sao ổng có mình nhập vô rồi mà không xuất ra? Lương nhân viên, ok. Nhập vô rồi mà không thấy xuất, lý do tại sao? Cái hàm override. Ok. Trời tốt. ToString không xuất trách nhiệm. Đúng, chính xác. Như vậy thì chỗ này, cái ông trưởng phòng này nè, mình sẽ viết lại cái hàm ToString. Cái hàm ToString mình sẽ viết lại ha. Đó, mình sẽ viết lại cái hàm ToString. Viết lại sao đây? Chú ý nha, enter được hay không? This chấm nó báo nè. Đó, nó báo lỗi nha. Thì nó gợi ý cho mình là mình phải viết lại. Cái này mình dùng gợi ý thôi, còn không mình tự viết ha, override to string. Còn không mình tự viết. Hàm ToString của mình viết y chang bên kia luôn, y chang bên này luôn. Public string ToString ha, mình viết y chang. Rồi, nó sẽ báo lỗi đầu tiên, bạn phải add override vô. Ok. Cái thứ hai, theo các bạn chỗ này mình sẽ làm gì? Đây, cái hàm ToString nhân viên ở đây bên này. Tức là thầy đã lấy được thông tin nhân viên, có mã, có tên, có lương rồi. Bây giờ thầy cần là cần thêm cái trách nhiệm vào đây. Vậy thì thầy làm như thế nào? Cần thêm trách nhiệm vào đây. Bạn nào cho thầy biết cái hàm, cái đoạn code của cái ToString trưởng phòng mình làm sao? Bạn nào thử đi, gõ cho thầy cái đoạn code đó coi. ToString của trưởng phòng. Nhớ sử dụng cái từ khóa this. Các bạn viết không cần chạy cũng được nhé, không cần test, cứ viết ra đây cho thầy. Không cần chính xác, thầy xem cái ý của các bạn là được rồi. Thầy sẽ sửa. Return tiền trách nhiệm, đích trách nhiệm. Nếu như vậy, ok. Cái này là đúng một phần nè. Phương Nam đúng một phần. Bởi vì nếu như bạn return như vậy đó, thì nó chỉ có tiền trách nhiệm, còn những cái kia đâu? Những cái họ tên rồi rồi vân vân, nó không có. Nó chỉ có tiền trách nhiệm thôi à. Đó, nếu vậy nó chỉ xuất tiền trách nhiệm thôi. Đấy, thấy chưa? Đó. Vậy cái ông trưởng phòng này làm sao? Ok, cố lên Phương Nam. Return hết luôn. Hết luôn là bằng cách nào? Là viết lại luôn á hả? Nếu như mà mình viết lại kiểu vậy, ý của bạn hết luôn là vậy đúng không? Ý là vậy đúng không? Cộng cho
đúng chưa? Rồi, ok, chạy thử nha. Rồi, nhưng mà người ta không viết thế. Bởi vì cái đoạn này chúng ta đã viết rồi, thành ra không cần phải viết lại, mà chúng ta sẽ gọi this.toString cộng với cái đoạn này là xong. This.toString. Lỗi gì đây? This.toString. Ok. Mình sẽ sử dụng super, tức là cái lớp cha. Mình dùng cái hàm của lớp cha. Mình xuất ra cái chuỗi, sau đó mình thêm cái tiền trách nhiệm vào. Vậy là xong. Được chưa? Như vậy chúng ta đã phát triển cái lớp kế thừa. Đấy. Như vậy chúng ta đã phát triển được cái lớp kế thừa. Bây giờ cái chỗ là thuế thu nhập. Thuế thu nhập của nhân viên. Như vậy nó có khác cái gì? Thuế thu nhập của nhân viên nó khác so với trưởng phòng cái gì? Thì cái đó là do cái yêu cầu trong đề bài. Thì dựa trên cái thuế đó, chúng ta sẽ viết lại cái hàm thuế thu nhập. Như vậy trong cái phần bài tập này, chúng ta sẽ quan tâm đến việc là chúng ta viết cho nhân viên, rồi chúng ta viết cho lao công. Đó, các bạn coi những cái bài tập ở trong này, chúng ta viết cho nhân viên và viết cho lao công. Như vậy thì tóm lại, chúng ta sử dụng cái hàm cho cái lớp phía sau thì chúng ta gọi là lớp con. Như vậy trong bài này lớp nào là lớp con, lớp nào là lớp cha? Trong bài thầy đang ví dụ cho các bạn. Lớp nào là con, lớp nào là cha? Cha là nhân viên, con là trưởng phòng. Đúng rồi, Ngọc Phú, chính xác. Trưởng phòng là con. Rồi, ok. Như vậy thì với những cái class mà con, thì nếu mà chúng ta viết một cái gì đó nó mới thì thôi, còn nếu mà không mới thì chúng ta nhớ sử dụng cái authorize. Đó. Với cái phương thức của lớp con thì nhớ sử dụng cái override vào. Nếu viết lại cùng với cái tên đó nhé, cùng với tên để nó ghi đề lên. Khi mà chúng ta gọi trưởng phòng chấm toString thì nó sẽ gọi cái mới viết chứ không phải gọi cái cũ. Rồi, tiếp tục chúng ta có với cái demo trưởng phòng trách nhiệm rồi, chúng ta đã xong thu nhập, lao công, chúng ta có thêm số giờ làm việc và có thêm thu nhập. Lương của nhân viên, trưởng phòng, lao công được tính theo công thức khác nhau. Ví dụ nhân viên là lương tháng, lao công thì lương giờ, trưởng phòng thì lương tháng, rồi còn có thêm lương trách nhiệm.
Như vậy mình sẽ nhập vô thêm ngày công nữa đi ha. Mỗi người nó sẽ có ngày công. Rồi mình sẽ tính thu nhập cho người ta. Mình ví dụ vậy. Ví dụ ngày công. Rồi. Bây giờ chỗ này cái ông nhân viên này mình khai báo cho ổng thêm cái ngày công nữa. Bây giờ ổng có lương rồi. Bây giờ ổng có thêm ngày công nữa. Ngày công kiểu gì đây? Ngày công là thường mình khai báo kiểu gì? Một ngày, hai ngày, ba ngày. Có khi nào mà ngày công nó lẻ không? Ok, kiểu in. Giả sử. Giả sử khi mà người ta quy định trong cái giờ làm việc, nếu như làm thứ bảy thì được gấp rưỡi ngày công, tức là 1.5. Làm chủ nhật thì được gấp đôi. Đó. Như vậy lúc mà các bạn làm thứ bảy 1.5 thì các bạn nhân vô là nó lại xuất hiện ngày lẻ. Ví dụ như là bạn làm 24 công là những ngày bình thường. Bạn làm thêm 2, làm thêm 1 ngày thứ bảy. 1 ngày thứ bảy. Như vậy ngày thứ bảy này chúng ta phải tính gấp rưỡi, tức là 1 ngày thành 1 ngày rưỡi. Vậy tổng cộng ông này làm là 24 cộng cho 1.5 thì nó ra số lẻ rồi, chứ nó không còn kiểu in nữa. Như vậy thì bản thân cái ngày này chúng ta nhìn thì chúng ta cứ nghĩ là in thì ok, nhưng mà nên khai báo double ngày công. Đó, double ngày công. Như vậy thì những cái hàm dưới này chúng ta phải sửa lại tí xíu. Ngày công, bởi vì lúc nãy chưa có, chúng ta phải thêm ngày công vô đây. Tương tự dưới này chúng ta phải thêm vào tí xíu. Ngày công. Bằng ngày công. Còn chỗ nào nữa không? Ví dụ nhập. Hồi nãy mới lương nè. Rồi nhập thì bỏ qua, chúng ta ít xài nhập phải không? Nhập có thể là chúng ta nhập từ bên ngoài. Ví dụ nhập ngày công nhân viên. Scan double. Ngày công. Xuất. Xuyệt N đi cho nó nhảy xuống dòng. Nó dài quá. Mà mình xuyệt T là nó rất là dài. Lương. Xuyệt 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 N. Rồi mình thêm cái chỗ này là ngày công nữa. Xuyệt N. Ngày công. Rồi tất nhiên bên kia mình thêm cái ngày công thì bên này mình cũng phải thêm ngày công. Double ngày công. Lương nhân viên phải. Đấy là nó hết lỗi ha. Còn lỗi ở đâu nữa đây?
Rồi, ngày công của người này. Ví dụ như là 20 ngày. Chấm 0 ngày. Chỗ này lương xong ngày công của người này là 24.0 ngày. Ok, ngày công, tiền trách nhiệm mình chưa có xuống dòng. Ngày công. Rồi, mình có được ngày công rồi. Bây giờ bắt đầu mình tính thu nhập nhé. Mình tính thu nhập. Trưởng phòng to stream, chỗ này mình trừ xịt N cho nó xuống dòng. Bây giờ mình sẽ viết cái hàm thu nhập nè. Bạn nào viết cho thầy cái hàm thu nhập coi. Thu nhập của nhân viên thì được tính theo công thức là lương tháng. Lương tháng tức là gì? Là cái lương, mức lương đó nhân cho ngày công đó. Ví dụ lương của tháng của người ta là 5 triệu. Chú ý nha, lương tháng mình nhập vô, tí nữa mình nhập vô đúng số là 5 triệu, mà người ta làm 20 ngày thôi. Như vậy công ty sẽ quy định làm bao nhiêu ngày là đủ. Thường là 26 ngày đúng không? 26 đi. Đó. Mức quy định của công ty là 26 ngày. Ví dụ vậy. Đối với ngày công nè. Quy định của công ty là làm 26 ngày, lại nghỉ 4 ngày chủ nhật thôi. Làm 26 ngày. Rồi. Rồi mức lương thì tùy theo người. Ví dụ lương của người này mình cho vô lương 5 triệu rưỡi, 5 triệu 500, 1 2 3, lương 5 triệu rưỡi. Ủa, cả ông nhân viên chứ. 5 triệu 500. Rồi cái ông sếp này là 15 triệu, cộng với trách nhiệm là 3 triệu nữa, 3 triệu 200. Rồi, ví dụ như thế. Ông nhân viên thì làm 20 ngày. Ông sếp thì làm 24 ngày. Ok. Rồi, bạn nào viết cho thầy cái hàm tính lương coi. Nhân viên quy định của công ty là 26 ngày. Bây giờ mình sẽ viết cái hàm tính lương nha. Tính thu nhập. Hàm tính thu nhập này mình sẽ dùng cái gì? Get thu nhập. Get tức là lấy ra. Thì có nghĩa rằng mình phải có giá trị trả về. Trả về kiểu double. Vậy chỗ này nó sẽ là public. Double. Get thu nhập. Mình lấy thu nhập đi. Get nghe nó nửa tay nửa ta mệt quá. Rồi. Như vậy chỗ này mình sẽ return cái gì? Bạn nào cho thầy biết return gì? Thầy return 123 đi cho nó khỏi lỗi đi cái đã. Rồi các bạn cho thầy biết return gì?
Rì tinh lương chia 26 nhân ngày công. Ồ, hay quá Phú. Rì tinh lương tháng chia ngày công. À, chia ngày công đâu được, mình phải tính lương cho người ta chứ. Lương bằng 26 chia ngày công. Ok, Phú đúng rồi nè. Cái này nó giống như Excel vậy đó, đúng không? Giống như Excel. Ngày lương của mình nó sẽ bằng this chấm số ngày, số lương chia cho 26, sau đó nhân ngày công. Cái này là mình tính tạm tạm thôi đó nha. Chứ nếu mà mình tính theo là nếu mà quy định làm 26 ngày mà người này làm 28 ngày là phải tính khác á, là khác nữa nha. Cùng mình làm chung chung tạm tạm thôi. Đó là lương nhân viên chia 26 nhân ngày công, rồi mình đã có thu nhập của cái ông nhân viên. Bây giờ thu nhập của cái ông trưởng phòng nè, mình sẽ viết lại cái hàm thu nhập cho cái ông trưởng phòng. Phú nữa, tí nữa nhắc thầy cộng điểm nha. Public. Thu nhập. Ok. Override cho nó. Và cái quan trọng là bây giờ cái thu nhập của cái ông trưởng phòng là cái gì? Thu nhập của ông trưởng phòng là cái gì? Shipper thu nhập cộng trách nhiệm Phú. Ok. Chấm thu nhập chứ không phải mở ngoặc đóng ngoặc. Ok, đúng rồi. Mình sẽ chọn là shipper chấm thu nhập, tức là mình lấy cái hàm từ cha, lấy cái hàm thu nhập từ cha, mình cộng với cái tiền trách nhiệm của ổng. Đó, tức là thu nhập của ông con là như thế. Thu nhập của ông con là bằng thu nhập của cha cộng với trách nhiệm. Đấy, như vậy mình sẽ có thu nhập. Get thu nhập nè. Bây giờ mình xuất nè. Lúc nãy bây giờ mình làm mà mình xuất ra là chưa thấy thu nhập nha. Bây giờ mình thử mình chạy coi nó có thu nhập không. Thông tin nhân viên A1 5 triệu, ngày công 20. Thông tin nhân viên B không thấy thu nhập đâu hết. Đó, như vậy mình bây giờ mình sẽ xuất thu nhập ra. Như vậy thì cái chỗ nhân viên nè, mình thiếu thu nhập. Mình xem cái thu nhập vô ngày công, sau đó mình cộng thu nhập vô. Xuyệt N. Thu nhập cộng this chấm thu nhập. Thu nhập này là method, cho nên mình phải mở ngoặc đóng ngoặc nha. Còn phía trước này là ngày công rồi lương nhân viên, nó là field, nó là trường, nó là biến, cho nên là mình không có mở ngoặc đóng ngoặc. Chạy lại nha. Đây.
thu nhập, tính ra số lẻ 5,5 triệu chia cho 26 nhân cho 20 5,5 triệu bằng cái này chia cho 26 nhân cho 20. Rồi ok. Đó. Như vậy lương của nhân viên nè. Lương của trưởng phòng 15 triệu. Cái này mình chưa định nghĩa cho nên nó xuất ra kiểu vậy. Ngày công là 24. Thu nhập. Ok. Rồi các bạn tính lại chỗ này nha, nó ra đúng thôi. Nói như vậy chúng ta thấy là với một cái bài tập, chúng ta sử dụng cái phần mà thừa kế thì chúng ta rất là đơn giản để mà chúng ta sử dụng cái hàm đã viết từ những cái lớp cha đó. Thế như vậy thì chúng ta dừng lại ở đây và chúng ta coi cái phần lab 7. Các bạn coi cái phần lab 7. Như vậy trong cái phần lab 7, các bạn chú ý giùm thầy là nó có những cái bài rất là đơn giản. Như vậy chúng ta sẽ tranh thủ làm cái phần lab 7.